Vâng, Tiến Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục về chương trình video thì lên nhanh với bác một số sản phẩm bên em vừa về xong. Hôm nay thì về một cái lô đài FM này, rất nhiều bác hỏi này. Đấy, hàng tiếp tục về nhá. Con này các bác nghe đài nghe điếc cho em thì chấm hết rồi. Đó, viên tẩy lòng giặt một số sản phẩm hay ho gửi bác. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất nha. Hóa đơn trên 200 thì bên em sẽ miễn phí ship luôn nha. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán. À, cơ sở anh em thì ở ngã tư Đô Hai, xã Lão, Bình Lục, tỉnh Nam. Bác nào gần khu vực Bình Lục, Hà Nam có thể qua xem trực tiếp cửa hàng, mua sắm trải nghiệm sản phẩm nhé. Em sẽ đi với sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác là cái lô viên tẩy lòng giặt có nhé. Dòng này thì bán quá nhiều rồi nhá. Đấy, con này thì nói chung là các bác mua về sử dụng tẩy cái phần máy giặt này mình cho nó sạch sẽ thơm tho nhá. Nhiều khi mà các bác giặt những cái cặn bẩn mà nó dính vào lâu ngày nó két vào đấy thì các bác mua cái viên tẩy lòng giặt này về. Con này thì rất là dễ dùng thôi, máy giặt nào thì nó cũng có cái chức năng là tẩy lòng giặt đấy. Thì về các bác cứ thả cho em vào. Con này thì một hộp của nó sẽ là 12 viên, thì tức là mỗi tháng các bác dùng cho em một viên, mỗi tháng một viên đấy. Các bác cứ cứ tính ngày vào đấy, xong rồi các bác cứ dùng đúng cái ngày này, cứ mỗi tháng một viên như này, mỗi tháng một viên này cho em, thả trực tiếp vào phần lòng giặt bên trong luôn. Và các bác bật cho em chế độ vệ sinh lòng giặt. Đấy, bật chế độ vệ sinh lòng giặt là tự động là nó sẽ kết hợp cùng với cái viên này tẩy sạch cái những cái mảng bám rồi là những cái cặn bẩn ở bên trong cái lòng giặt các bác đi. Đấy, để cho nó vệ sinh ngon lành nhá. Các bác lên mã cho em là cái viên tẩy lòng giặt này. Đấy, tẩy lòng giặt. Con này thì hiện tại bên em đang bán một cái giá cực kỳ tốt bác luôn, giá chỉ có 30k thôi. Các bác bỏ ra 30k mà được cái máy giặt này các bác sạch sẽ trong vòng 1 năm luôn, giá gọi là quá rẻ rồi. Siêu rẻ luôn các nhá. Đấy, 30.000 cho một 12 viên tẩy lòng giặt này. Đấy, hàng rất xịn sò, chất lượng ngon lành nhá. Đó, cứ một viên là một tháng, một viên một tháng thôi nhá. Đây coi các bác cùng xem thực tế video là test cái dòng sản phẩm này các nhá. Các bác cùng xem này. Một trong những cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nữ công gia chính của mình đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vô trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lòng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3 đến 5 viên và các lần sau là mỗi tháng là 1 đến 2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lòng giặt sẵn rồi cho nên là chỉ cần chọn đúng chế độ và chờ thôi. Xong rồi nè, trời kết quả sạch bong kinh khít luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi. May quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đấy, đấy là thực tế về cái viên tẩy vệ sinh lòng giặt người ta test thực tế nhá. Đó, nói chung là dùng cực kỳ là ngon, chất lượng luôn. 30.000 một hộp này các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô bóng đèn. Con này thì bóng đèn cái công suất của nó nó rất là nhỏ thôi, nó chỉ có 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W, dùng cực kỳ là xịn sò, chất lượng luôn. Đó. Con này thì nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng nhá và rất là tiết kiệm điện. Đấy, nói chung là cái con 3W này thì các bác thắp những cái vị trí ví dụ như là ngoài cổng gọi là ánh sáng mờ mờ, thắp qua đêm đấy nó rất tiết kiệm điện nhá. Đấy mà nó vẫn duy trì được ánh sáng ví dụ như là trong những việc trông coi chống trộm. Đấy, rồi là các bác thắp trong phòng có thể là đèn ngủ luôn được. Đó, vì công suất nó rất là nhỏ thôi. Nó chỉ có 3W nhá và bên em cũng bán một cái giá nó cũng rất là nhỏ nhá. Giá chỉ có 10k một quả này. Các bác lên mã trên là bóng đèn 3W này. Đấy, bóng đèn 3W. Bóng đèn 3W nhá. Các lưu ý là công suất sẽ là 3W nhá. Giá sẽ là 10k một quả này thôi nhá. 10k cho một quả bóng đèn 3W này. Đấy, các bác lưu ý là bên em bán từ 3 quả trở lên. Bán từ 3 quả trở lên vì giá của nó rất là rẻ rồi. Đấy, chứ một quả thì nó hơi ít tiền. Đó thì thôi thì bán 3 quả trở lên nó dễ bán nhá. Đấy, 3 quả trở lên. Đó, giá bán lẻ một quả sẽ là 10.000 một quả thôi nhá. Con này thì cái dòng của nó là dòng đuôi xoáy nhá. Đấy, dòng đuôi xoáy nên là nó là dòng đuôi phổ thông rồi. Đấy, về thì các bác lắp đặt thì rất dễ. Đuôi xoáy, đuôi E72 thì nhà nào bây giờ thì cũng toàn dùng đuôi xoáy rồi. Đây là các bác lắp đặt hết không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em tiếp tục về một cái lô sản phẩm, đó là cái dòng đài FM nhá. Đài FM. Con này thì quá hot hit rồi các bác nhá. Bán cực kỳ nhiều luôn, bán rất chạy luôn các bác nhá. Con sản phẩm đài FM hàng rất đẹp xịn sò nha. Đó, đây. Rất đẹp không nhá. Con này thì sẽ có tay xách này, các bác có thể xách đi xách lại. Phần bên trong mặt ngoài này vân gỗ rất đẹp luôn nhá. Đấy, đây. Công suất sẽ là 10W nhá, dung lượng pin sẽ là 8000 mAh. Đấy, và nó sử dụng dòng điện 5V. Đấy, các bác có thể mở cái nắp đằng sau ra để xem cái viên pin của nó. Pin này của nó sẽ là pin 18650 nhá, pin 18650 nên là các bác yên tâm về cái dòng sản phẩm này. Pin này thì thị trường bán rất nhiều, các bác rất là dễ mua và thay thế nếu mà sau này ví dụ nó có hỏng pin. Đấy, và cái dòng pin mà nó để nổi như này thì các bác có thể là thay pin thoải mái cho em luôn. Đấy, thay pin thoải mái luôn nhé. Riêng cái dòng pin 18650 này các bác thay thoải mái luôn. Đây, còn phần mặt trước đây nhá.
Bên tay trái của bác thì cái phần núm này nó vừa tích hợp là công tắc bật tắt và tích hợp là volume luôn. Đây. Đấy, vừa tích hợp volume cũng như là công tắc bật tắt đây luôn. Còn bên này là cái phần dò sóng nhá. Phần dò sóng các bác lưu ý là em đang hướng dẫn các bác luôn đấy nhá. Ở đây thì sẽ có là các chế độ ví dụ như là AM này, SV này, FM này và V3. Thì chuẩn thì thường thường mọi người thì cứ hay nghe AM, AM và FM thôi. Đấy là hai cái chế độ đài là phổ thông nhất ở Việt Nam rồi. Ngoài ra thì có cái chế độ MP3, các bác gạt sang đây cho để các bác có thể là kết nối Bluetooth đấy. Và ngoài ngoài đài FM và Bluetooth thì con này các bác có thể là kết nối thẻ nhớ này, cổng USB này. Và ngoài ra ở đây là phần cổng sạc đó nhá, phần cổng sạc. Về thì các bác cắm cho em vào cái sạc điện thoại ấy. Đấy, các bác lưu ý là dòng này là chỉ có nguyên dây nhá, không có củ đâu các bác nhá, chỉ có nguyên dây này thôi. Về các bác cắm chung với cái củ sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc nó. Đây, đây là phần cổng sạc này. Đấy, các bác cắm vào đây và cắm trực tiếp vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc. Đấy, sạc khoảng tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi pin sẽ đầy. Nó nghe thì cực kỳ trâu bò nhá, pin rất trâu bò luôn. Âm thanh thì cực kỳ trong. Đấy, chống chép bát biếc ngon lành được các bác nhá. Con này thì các bác cứ bật tắt bên này cho nó. Đấy, các bác bật tắt bên này. Đấy, bật tắt và cũng là tăng giảm volume bên này. Còn phần bên này là các bác dò sóng này. Còn sợ là dùng kháng sinh đó đấy, thì có thấy có không, thể là bị dò cực vàng kỳ nấm nhạy nhá, ví dụ vậy. Dạ. Thì tất cả dò rất nhạy luôn nhá, đó dò rất nhạy luôn. nếu như mà anh có thì anh có được một cái thông tin Đấy, rộng mở loa nghe hơn, rất ấm luôn nhá. và chúng ta sẽ hiểu và tuân thủ cái y lệnh của người bác sĩ điều trị cho Đó, con này có thể là rằng các bác là ở qua những cái cái khu phần điều vực trị sóng yếu thì thì các bác có thể là các bác rút anten lên để cho sóng nó khỏe hơn với nhá. Đấy, rút anten lên để cho sóng khỏe luôn, tích hợp cả anten luôn mà. là sẽ tình trạng viêm nó sẽ nhanh chóng là qua đi, Đấy, tinh hoàn sẽ bớt sưng to ha. loa nghe rất trong nhá. Đấy, loa nghe rất trong luôn. Đó, Chảy ra thì giờ nó là các cũng bác sẽ có thể là dò các kênh luôn này. Đấy, con này nói chung là dùng rất ok, mà dùng rất là hay, đặc biệt cho bác nào mà ví dụ hay đi làm bảo vệ đấy, ngồi nghe đài nghe điếc nghe thông tin thời sự chứ đấy, thì dùng thì chấm hết luôn đó. Đấy thì về các bác cứ lần mò các bác dò dò là kênh nào được các bác nghe kênh đấy nhá. Đó, nói chung là FM này thì nó là đài chuẩn, đài phổ thông Việt Nam rồi đấy, có nên cái các bác dùng dấu rất hiệu ok gì nhá. khác ở trong Đây coi, đấy nghe tí piano này chấm hết luôn này, đấy lắng vê động vê nhá. tim cho cuộc sống Đó, phần nút bên tay này em đang xoáy là nút tăng giảm và tắt âm lượng này. Đó. Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thức cùng VOV. Nhạc. Nhạc nghe rất đầm rồi nhá. Đấy, nhạc rất đầm. Đấy, đấy là tổng quan về con sản phẩm đáy của em. Bên em đang gửi bác một cái con sản phẩm đáy của em. Hàng rất là ngon lành xịn sò, gửi bác luôn. Bác lên mã cho em là sản phẩm là đài FM. Đấy, đài FM này. Đài FM này hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó đài FM. Giá của nó sẽ là đi 300k một con nhá. Đấy, bên em sẽ bao ship tận nhà luôn. 300.000 cho con sản phẩm đài FM, bao ship tận nhà. Hàng thì vừa tích hợp là đài FM này, rồi là nghe Bluetooth, ngoài ra có thể là các bác nghe thẻ nhớ, rồi là USB và pin là dòng pin 18650, hết pin các bác lại sạc vào các bác dùng. Đấy, pin tái sử dụng được nhiều lần và pin thì rất là dễ thay tháo, có đi kèm anten giữ đầy đủ hết luôn. Và nó thiết kế một cái thiết kế rất là cổ điển vintage này. Đấy, rất ok nhá, rất đẹp xịn sò. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là dây sạc đa năng cũng như là ổ điện xanh U3 có tích hợp cổng USB các bác nhá. Đây, một con sản phẩm ổ điện xanh U3 này rất chất lượng luôn. Hàng này của nó là hàng xuất Thái luôn nhá. Đấy, hàng Thái xuất luôn. Đấy, rất chất lượng một con ổ điện như này. Đây. Tổng quan luôn đây, rất đẹp luôn nhá các bác nhá. Đó. Con này thì sẽ gồm có là 6 ổ cắm nhá, 6 ổ cắm. 3 cổng USB. Đấy, tích hợp sẽ 3 cổng USB, 3 cổng USB để các bác cắm sạc điện thoại các thứ, rồi các bác cắm những thiết bị USB. Và ngoài ra thì sẽ có là một đèn báo đây. Và bên trên này là công tắc an toàn. Đấy, dùng các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi, rất an toàn nhá. Chân đồng các thứ này sáng choang luôn này. Đó, dây nguồn đấy không nhá, dây nguồn này. Đó, dây nguồn. Hàng thì chất liệu là nhựa cao cấp chống cháy, cực kỳ ngon lành xịn sò. Đấy, giá thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Bác lên mã cho em là ổ điện U3 không nhá. Đấy, ổ điện U3 hoặc là ổ xanh được. Nói chung là các bác cứ lên mã cho em là ổ điện xanh U3. Giá thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt, 70k một chiếc này các bác nhá.
70k cho chiếc ổ điện U3 này. Đấy, có cả cổng cắm điện, cả cổng USB. Đó, rồi là cả công tắc bật tắt nguồn rất an toàn và tích hợp đèn báo, rất ok nhá. 70k một con ổ điện U3 này. Ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho các bác là cái dòng dây sạc đa năng nhá. Đấy, cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng. Đây, dòng sản phẩm dây sạc đa năng thì rất là ok rồi, bán cực kỳ nhiều luôn. Đó. Một cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng ưng ý nhất từ xưa rồi, bên em bán đây. Dòng này thì của nó thì cái ưu điểm của nó là dòng bọc cáp nhá. Đấy, bọc cáp thì riêng cái dòng bọc cáp này thì siêu bền. Đấy, siêu bền và không bao giờ bị gập gãy nhá. Nó không như những cái dòng kia là các bác dùng rất hay gập gãy, như con này thì các bác nhìn cái phần đầu này, rồi đến cái phần cáp này. Đấy, nó làm rất chi tiết tỉ mỉ, rất đẹp luôn. Cổng vào, chân vào sẽ là cổng USB nhá. Đấy, và đầu ra sẽ cho các bác là ba cổng. Một cổng Type-C, một cổng micro và một cổng Lightning. Đấy, tức là các bác có thể là sạc cho Samsung đời cũ đời mới và sạc cho cả iPhone này. Đấy, đây là chân iPhone này. Đây là chân Samsung đời mới này. Đây là chân Samsung đời cũ này. Đấy, tích hợp cả ba cổng luôn để các bác cắm đa năng các loại điện thoại nhá. Đấy. Thì đi kèm thì các bác có thể là mua kèm về để các bác cắm cùng luôn với cái ổ này. Đấy, cắm mua cùng về các bác cắm cùng luôn với cái ổ này xem. Đó, đây. Cắm cùng luôn với cái ổ này chưa? Đấy, để bác có thể là vừa cắm điện vào đây và ngoài ra bác có thể là sạc cho điện thoại các thứ, rất ok luôn. Đó, một cái combo này thì nếu mà các bác mua lẻ dây sạc, đấy, mua lẻ dây sạc này thì hiện tại bên em đang bán một cái chiếc dây sạc này. Bác lên mã cho em là dây sạc ba đầu, đấy, dây sạc ba đầu này. Ba đầu, giá của nó sẽ là 30k. Đấy, 30k nhá. 30k một dây sạc ba đầu này. Đấy, đây là các bác mua lẻ dây sạc, còn nếu mà các bác mua lẻ ổ điện U3 như này thì giá sẽ là 70k, còn nếu mà các bác lấy cả combo thì giá sẽ là 100k nhá. Đấy, lấy cả combo được, các bác mua lẻ, mua lẻ lấy cả combo đều được hết các nhá. Bên em bán lẻ cũng có, bán cả combo cũng có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô bàn chải Hàn Quốc. Đấy, bán quá chạy nhá, bán rất chạy luôn. Đấy, tiếp tục hàng lại về. Đấy, con này thì rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng ủng hộ nhá. Đấy, vì dùng quá ok rồi, các bác đang mua ngoài thị trường giá khoảng tầm 30 30, nó dao động khoảng tầm 30 cho đến 36 nghìn cho một cái chiếc bàn chải này. Đấy, em cũng có một bà chị đang bán tạp hóa. Bà bảo bữa trước bà đang bán là 36 nghìn một cái đấy nhá. Đấy, mà đây, bây giờ bên em về cái lô này, giá của nó thì siêu rẻ mà hàng thì siêu siêu chất lượng. Đấy, hàng của nó thì sẽ là hàng nguyên hộp như này, hàng bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy, dòng này của nó là dòng bàn chải than tre và tính. Đánh răng thì rất là sạch luôn và lông của nó rất là mềm. Đấy, đánh rất thích nhá. Bán rất nhiều rồi. Đó, đây. Giá thì hiện tại bên em bán lẻ của nó sẽ là 10k một chiếc. Các bác nhìn cái giá trên bill này sẽ là 32.000 này. Đấy, sẽ là 32.000. Nhưng mà các bác bỏ qua cái giá 32.000 đi. Hôm nay bên em về một cái lô này bán gọi là xả kho bác luôn. Đấy, giá chỉ có 10k cho một chiếc bàn chải nhá. Các bác lên mã cho nó bàn chải Hàn Quốc hoặc là bàn chải than tre đều được. Đấy, bàn chải than tre. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc này. Đó. Lông thì rất là mềm nhá. Đây em sẽ bóc cho bác xem thực tế một con sản phẩm với con bàn chải bên em đang gửi bác đây. Đó, đây một con bàn chải đây, hàng quá đẹp luôn, lồng rất mềm nhá. Đấy, lồng rất mềm, đó, lồng rất mềm luôn, đánh cực kỳ thích nhá. Tay cầm được ốp phần cao su chống trượt này, đó, dùng rất ok. Bàn chải thì đàn hồi rất là ok luôn nhá, đó, đàn hồi rất thích luôn. Đấy, nói chung là một cái con bàn chải thì các bác sử dụng đó mà giá của nó quá tốt như này thì các bác tranh thủ mua đi. Về thì nó về theo lô thôi, nó không có những cái lô mà hàng của nó ngon mà nó chất lượng ở đâu ạ. Hàng thì của Hàn Quốc luôn. Đấy, Korea là có nhiều. Đấy, Korea rất chất lượng luôn. Hàng của Hàn Quốc nhá, hàng sẽ là hàng nguyên hộp như này. Hàng nguyên hộp, đây thì em bóc hàng nguyên hộp ra để gửi bác luôn. Các bác có nhu cầu mua lẻ thì giá sẽ là 10k một chiếc nhá. Đấy, có nhu cầu mua lẻ thì giá của nó, giá lẻ sẽ là 10k. Còn nếu mà các bác muốn mua cả hộp như này, bên em cũng có bán cả hộp luôn. Một hộp của nó sẽ là 30 chiếc này, 30 chiếc. Đấy, các bác nào muốn lấy cả hộp thì liên hệ bên em sẽ để giá tốt bác. Dòng này thì các bác ra cửa hàng này không phải là có giá 10k rồi. Đấy. Nên là các bác có thể tranh thủ mua về mình để mình sử dụng, vì dòng này các bác cứ để thoải mái, nó không có hạn đâu. Để thoải mái hoặc là các bác có thể mua về biếu tặng, làm quà, rồi thậm chí là các bác mua về các bác kinh doanh, các bác bán lại được. Đấy, giá quá tốt các bác nhá. Đấy, một hộp sẽ là 30k, còn nếu mà bán lẻ một chiếc sẽ là 10k nhá. Bán lẻ 10 chiếc sẽ là 10k một chiếc. Lồng rất mềm, đánh rất thích thôi nhá. Bàn chải than treo và tính Hàn Quốc nhá. Đó, rất ok đúng không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô kéo cắt cành trên cao này, cưa kéo cành trên cao nhá. Hàng này thì của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này, báo giá bác luôn. Các bác lên mã cho em là kéo kéo cành trên cao,
kéo cành trên cao này. Giá của nó bên em gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt, ưu đãi cho bác luôn nhá, 130.000 bộ này. Các bác ra ngoài thị trường một cái bộ này không hề có giá 130, bên em thì gọi là bán tri ân lượng lãi chí ti luôn nhá, nên là mới có cái giá nó tốt này, 130.000 bộ. Hàng thì sẽ là hàng đầy đủ các phụ kiện các thứ đi kèm, sẽ gồm cho các bác là một cái cây kéo chính như này. Đây các bác đợi chút để em bóc này các bác xem, hàng nguyên vỉ luôn nhá. Đấy, một cây kéo chính như này, và đi kèm sẽ có là một cây cưa nhá, một cây cưa luôn. Cưa thì là thép SK5 siêu sắc, siêu cứng cáp luôn. Đấy, đây ở đây là phần kéo chính nhá. Đấy, một phần kéo chính nhá, rất chắc chắn chị sò. Cái phần này thì rất là về thì các bác rất là dễ dùng thôi, lắp đặt thôi. Các bác về thì các bác cho em một cái xào vào đây. Đấy, cho một cái xào vào cái lỗ này. Còn phần trên này các bác lắp lưỡi cưa. Đấy, các bác lắp vào đây này. Đây, lắp vào đây này. Đó, lắp vào cái phần lỗ này. Đó, thì các bác có thể là vừa cưa vừa cắt cho em. Cành nào to quá các bác không cắt được thì các bác dùng cưa. Đấy, còn cành nào nhỏ mà nó vừa vừa, con này nó bấm được. Đấy, thì các bác dùng này, các bác bấm này. Các bác nhìn này, em kéo này. Kéo rất nhẹ nhàng nhá, kéo rất nhẹ nhàng luôn. Con này nó sử dụng một cái hệ, nó là cái hệ dòng dọc. Đấy, các bác nhìn cái bánh xe, nó là cái hệ dòng dọc. Nên là các bác khi mà các bác sử dụng, các bác kéo nó cho một cái lực, các bác sử dụng một cái lực này, các bác kéo nó rất là nhẹ nhàng nhá. Các bác nhìn này, kéo rất nhẹ nhàng luôn. Đó, kéo rất nhẹ nhàng, cắt cực kỳ ngọt luôn nhá. Đấy, cắt cực kỳ ngọt luôn. Mà giá của nó thì cũng siêu ngọt các nhá, giá siêu ngọt luôn. Giá chỉ có 130.000 một bộ này. Các bác cứ đi tham khảo giá hết các chỗ đi, không có chỗ nào bán rẻ như em luôn. Giá chỉ có 130.000 cho bộ kéo cắt cành trên cao này. Đấy, các bác thấy giá tốt không? Đấy, mà sở hữu cho bác là một món cưa, một món kéo. Đấy, để chuyên cho bác cắt cành trên cao nhé. Đây các bác cùng xem thực tế cái video người ta test thực tế con sản phẩm này, các bác cùng xem này. Xin chào bà con cô bác, để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên cao, thiết kế đơn giản nhưng rất thông minh tiện lợi. Tùy độ cao cành muốn thì các bác chọn gậy rồi siết chặt vít vào, lưỡi kéo bén nên cắt rất nhanh. Các bác cảm giác cắt rất nhẹ nhàng do điều khiển bởi hệ thống tay cầm thông qua dây kéo dòng dọc, đi kèm theo còn có cưa nữa à? Một sản phẩm rất hữu ích cho các bác nhà. Xin chào bà con cô bác, để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên cao, thiết kế đơn giản nhưng rất thông minh tiện lợi. Tùy độ cao cành muốn thì các bác chọn gậy rồi siết chặt vít vào, lưỡi kéo bén nên cắt rất nhanh. Các bác cảm giác cắt rất nhẹ nhàng do điều khiển bởi hệ thống tay cầm thông qua dây kéo dòng dọc, đi kèm theo còn có cưa nữa à? Một sản phẩm rất hữu ích cho các bác nhà. Đấy là thực tế về cái con sản phẩm kéo cắt cành trên cao đang em gửi bác nhá. Giá sẽ là 130.000 full combo bộ sản phẩm này. Đi kèm là có kéo cưa rồi cả dây kéo luôn nhá. Các bác về chỉ việc kiếm một cây sào các xỏ đây lắp cưa vào cứ thế là giật các bác cắt thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái dòng sản phẩm đó là cái cân kiểu ly nhá. Con này thì nó cân mắc được sẽ là 5 cân. Đấy, cân mắc sẽ là 5 cân. Và nó sử dụng cái dòng pin pin con thỏ pin nhỏ này. Đấy, sử dụng pin con thỏ pin nhỏ này. Con này thì phù hợp cho bác cân vàng, cân bạc, các bác cân nhà bếp, nhà yếc các thứ ra. Đấy, nói chung là cân kiểu cân nhỏ, cân gam nhá. Cân công thức, ví dụ như là cân công thức đường, sữa các thứ ra, công thức làm bánh. Đó, dùng rất dễ thôi. Các bác mở phần nắp này cho em, mở phần nắp này ra. Và các bác lắp pin vào, lắp pin vào, lắp đúng đầu pin vào các nhá. Các bác lưu ý là lắp đúng đầu pin cho. Đấy, lắp đúng đầu pin. Đấy, lắp đúng đầu pin vào này. Sau đó là các bác lại nắp này vào. Ngửa cân lên. Đấy, nó sẽ nhảy lên luôn rồi này. Ở đây sẽ có tích hợp là nút, một nút là bật tắt này, on off bật tắt này. Đấy, và nút là nút các chế độ cân. Ở đây thì có chế độ gam là chế độ mà phổ thông nhất của người Việt rồi. Đấy, còn chế độ OZ vậy, chế độ LB này thì cũng không rõ lắm. Đó. Thì chủ yếu là các bác về thì các bác cân gam thôi. Con này lưu ý là khi bác dùng các bác để cái chỗ nào nó thật là bằng phẳng nha. Đấy, phải để chỗ nào bằng phẳng thì cân nó mới chuẩn nhá. Vì là cân tiểu ly nên là cái độ chính xác là nó phải đòi hỏi cao. Nhưng mà ngay từ cái khâu đầu tiên là cái khâu chuẩn bị là các bác cũng phải chuẩn bị cho nó chuẩn chỉ một chút. Đấy, thì cân nó mới chuẩn là có nhá. Đây em sẽ cân thực tế bác xem một số món đồ này. Đây cơ, em cân thực tế cái con sản phẩm cái lọ keo đa năng mình em đang bán đấy các nhá. Con này thì thực tế của nó sẽ là 60g này. Đấy, em sẽ cân xem nó có đúng chuẩn 60g không nhá. Đấy là các bác biết độ chính xác của nó là không là biết ngay này. Đây em sẽ để lên này. Đây, cân là số 0 này, các bác nhìn này, em để nhá. Đó, có thấy không? Chuẩn đét đẹt luôn, 60g luôn nhá. Chuẩn đét đẹt luôn, không có sai lệch đâu được. Chuẩn đét 60g luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đây, nhìn rõ luôn nhá, 60g này. Đó, chuẩn đét 60g luôn. Đó. Rồi đây, ví dụ em cân thử này. Cái này của nó sẽ là đèn cái đèn cảm biến này, cái đèn đầu cảm biến này. Đây em để luôn nhá.
Đó. 261 gram này, 261 gram. Đó. Đây, rồi ví dụ như cái hộp này này, cái hộp này. 104 gram này, 105 gram này. Nói chung là nó cân rất chuẩn và cân rất nhanh nhá. Đấy, cân rất nhanh luôn. Bác lên mã cho em là con sản phẩm là cân tiểu ly. Đấy, cân tiểu ly. Giá hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 100k một cân này các bác nhá. Cân mắc của nó sẽ là 5 kg. Đấy, cân mắc sẽ là 5 kg. Và giá thì vô cùng hạt rẻ luôn. Giá chỉ có 100.000 một cân thôi. Cân rất chính xác, ngon lành và rất là nhanh các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô, đó là cái lô đèn độ đầu cảm biến nhá. Đấy, hàng nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Con này là chuyên để bác dùng để độ đầu. Đấy, chuyên để bác dùng để độ đầu. Con này thì nó gọi là đèn độ đầu cảm biến vì nó là cái dòng cảm biến vẫy tay. Hàng thì sẽ là hàng nguyên hộp, đi kèm thì sẽ có là một cái dây sạc này. Các bác lưu ý là chỉ có dây sạc nhá, không có cục sạc, chỉ có nguyên dây sạc thôi. Đấy, đây. Full combo còn một con đèn này, hàng rất đẹp xịn sò luôn, chất lượng siêu sáng nhá. Đấy, và dây thì đeo rất là êm đầu, dây có giãn 4 chiều đeo rất êm đầu. Đó, và đây là phần thân đèn chính nhá. Ở đây thì giới thiệu sơ qua một chút thì là đây là phần cổng USB và một cổng sạc này. Đây là phần chân sạc nhá, chân nhỏ là chân sạc. Còn chân ra đó là chân to, chân ra là chân USB. Cái con này thì các bác có thể là cắm sạc điện thoại luôn, cái cổng USB này các bác ví dụ trong những trường hợp khẩn cấp ấy, là các bác cắm sạc điện thoại là các bác cắm vào đấy. Đó. Còn không thì các bác cắm sạc là cắm vào cái chân nhỏ này. Đấy, chân nhỏ này. Bao nhiêu? Đấy, cái chân nhỏ. Đó, còn phần trên thì là cái công tắc bật tắt đèn. Đấy, còn đây là công tắc thường này. Đấy, công tắc này các bác thì các bác cứ bật bình thường thôi. Các chế độ sáng của chiếc đèn pin cơ bản, sáng nhất, sáng vừa, sáng nháy. Đó. Và ngoài ra thì đây là cái nút wifi, có nhìn cái nút wifi chưa? Các bác bấm vào đây để bật chế độ cảm biến này. Đây các em, các bác nhìn em vẫy này. Đèn tắt nhá. Vẫy cái đèn mở này. Vẫy cái đèn tắt này. Vẫy cái đèn mở này. Vẫy cái đèn tắt này. Đấy, nó gọi là cảm biến nhá, gọi là đèn độ đầu cảm biến, vẫy cái tắt, vẫy cái mở nhá. Đấy thì bác muốn dùng thì các bác bật cái chế độ nút wifi lên. Đấy, còn không dùng bác tắt đi. Đấy, và khi mà các bác bật lên thì con này nó sẽ báo cái phần trăm pin nhá, ví dụ 25, 50, 75, 100 này. Các bác báo đây để các bác khi bác nhìn vào đây các bác có thể chủ động các bác sạc. Đấy, và một cái chế độ nữa rất hay là con này các bác có thể điều chỉnh cái pha, điều chỉnh pha nó hẹp vào. Đấy, rồi hoặc là pha to ra bằng cách là các bác xoay ở cái phần này này. Đấy, các bác nhìn này, em xoay này, xoay rất trơn tru, ngon lành, rất là ok. Đấy, đây em sẽ soi thử với bác xem thực tế nhá. Đấy, soi thử thực tế này, đây em trụ pha và để soi bác xem này. Rất sáng luôn nhá, đây, các bác nhìn này. Đấy, rất sáng luôn, đó, rất ok luôn nhá. Đấy, đèn rất sáng luôn. Ở trong này thì soi có vẻ là cái độ sáng của nó không được nhiều lắm, nhưng mà nói chung là rất là sáng luôn nhá. Đó, thực tế con sản phẩm này. Đây, các bác nhìn này, nó sáng trắng luôn này, đấy. Thấy không? Nói chung là dùng con này thì các bác dùng đi đêm hôm soi xét các thứ thì chấm hết cho em luôn. Đấy. Giá thì vô cùng hạt rẻ rồi, giá rất ưu đãi đợt này. Các bác lên mã cho em là đèn độ đầu cảm biến, đèn pin độ đầu cảm biến nhá. Đấy, đèn pin độ đầu cảm biến này, hoặc là đèn cảm biến, đèn pin độ đầu cảm biến, giá của nó sẽ là đi 150k một con này nhá, 150k cho con sản phẩm đèn pin độ đầu cảm biến nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục lại về cái dòng hộp màu con vịt, hộp màu trẻ em nhá. Đấy, con này thì chuyên để bác dùng ví dụ như là về tặng quà, tặng con nhà mình. Đấy, rồi là con cháu nhà mình. Đấy, mua về cho con cháu nhà mình học tập sử dụng. Đấy, tránh xa điện thoại internet đi. Đấy, để các cháu mình tập trung vào học tập. Đó thì mua cái bộ là màu này về thì chấm hết luôn. Hàng này của thương hiệu Wutak nhá. Wutak là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng cũng như là đồ chơi trẻ em rất là nổi tiếng rồi. Hàng này nó là hàng thương hiệu thế giới đó các bác nhá. Đây. Đó, một hộp màu rất đẹp luôn các bác nhìn này. Đấy, đẹp từ vỏ ngoài và bên trong luôn. Đây em sẽ mở ra nhá. Bên ngoài thì hình dạng nó như một cái vali, đấy như một cái cặp này các bác xách đi. Đấy, cho các cháu con này mình xách đi. Còn phần bên trong này mở ra này. Các bác thấy đẹp không? Lung linh luôn nhá, lung linh luôn. Con này thì sẽ gồm có sẽ là bút chì màu này, rồi là màu nước này, màu sáp vẽ tranh này, đấy và màu sáp sáp khô này, đấy, sáp khô. Đi kèm thì sẽ có là bút chì này, tẩy bút chì luôn này, keo này, con này, gọt bút chì này và bút lông để vẽ này, đấy bút lông để vẽ nhá, bút lông để vẽ rất là xịn sò con này như này. Và một chi tiết nữa đó là thước kẻ luôn, đấy, có cả thước kẻ luôn nhá, đầy đủ ngon lành, full combo bộ sản phẩm như này, về cho các con cháu nhà mình học tập vui chơi, tránh xa điện thoại tivi, mà cũng là một cái món quà nó rất là tinh thần, đấy, chứa đựng tình cảm, đấy, mà nó rất là ý nghĩa nhá. Đấy, giá thì bên em gửi bác một cái bộ hộp màu con vịt này thì giá đợt này siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho là hộp màu con vịt nhá. Đấy, hộp màu con vịt này. Hộp màu con vịt. Giá của nó sẽ là đi 150.000 một bộ nhá. 150k một bộ hộp màu con vịt này.
Con này bữa trước Tết lại đang bán hình như nó là 180 190 đấy, như đợt này giảm đang còn một con 150 bộ đâu nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô, đó là cái lô lô này của nó là cái lô đũa Hàn Quốc này, đũa Hàn Quốc này, báo giá luôn nhá. 50k một vỉ, một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. Dòng này của nó thì nó là dòng dạng sợi thủy tinh nhá. Đấy, dạng sợi thủy tinh. Phần trên nó là mạ vàng này, nhìn rất đẹp này. Đó, còn phần dưới đây nhá. Phần đầu đũa thì chúng trơn trượt. Đấy, gấp rất thích luôn. Đũa của nó thì nó làm theo dạng kiểu là dạng dạng nó gọi là van vát, nó không vuông hẳn nên là khi mà có mác gấp nó rất là dễ gấp mà nó không bị, nó không kiểu cấn tay quá nhá. Đấy, sản phẩm anh em đang sử dụng rồi, dùng rất ngon luôn. Đấy, thực tế một cái bộ sản phẩm này, nó đũa thì rất là dễ gấp, rất là ngon. À, giá thì siêu rẻ luôn. Đấy, siêu tốt nhá. Bác lên mã cho em là bộ sản phẩm là đũa Hàn Quốc đây, Korea này. Đấy, Korea. Đũa Hàn Quốc, một vỉ một hộp này sẽ là 10 đôi. Đấy, 10 đôi nhá. 10 đôi. Giá thì bên em gửi một cái giá cực kỳ tốt, giá chỉ có 50k thôi. Đấy, 50k cho một, cho một chục đôi đũa Hàn Quốc này. Đấy, 50k một chục đôi đũa Hàn Quốc nhá. Giá siêu tốt của bác luôn, các bác tranh thủ mua. Chất liệu nó là dạng sợi thủy tinh. Đấy, không bị nấm mốc và không bị cong vênh thôi nhá. Đấy, không bị nấm mốc, không bị cong vênh. Mà giá thì chỉ có 50k một vỉ 10 đôi thôi nhá, các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô, nó là cái bột thông cống nhá. Đấy, lô là cái lô bột thông cống. Dạng này của nó thì nó là cái dạng bột. Đấy, dạng bột, dạng bột. Về thì rất là dễ dùng thôi. Các bác cống cho các bác tắc thì các bác bóc ra và các bác đổ trực tiếp vào, và các bác đun cho em thêm một ít nước sôi nữa, các bác đổ cùng vào. Đấy, để cho nó tăng cái độ phản ứng hóa học của nó lên thì nó sẽ xuống cái phần xuống cái phần cống của bác để nó phân hủy, nó tiêu hủy những cái phần cặn nó bị đứng ở đấy làm tắc cống như mình đi. Đấy, giá thì hiện tại bên em đang gửi đến các bác một cái hộp thông cống này, giá của nó chỉ có 30k thôi nhá. Các bác lên mã cho em là bột thông cống, giá sẽ là 30k một lọ này nhá. 30k cho một lọ thông cống này. Bán còn dòng này thì bên em bán rất nhiều rồi, mà dùng thì rất ok nhá. Đây coi các bác cùng xem thực tế cái con sản phẩm bột thông cống, cái anh này anh test thực tế sản phẩm đấy không nhá. Nghĩ nó chán cả nhà, hết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được. Kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, đổ vào sáng luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nha. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhé. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhé. Đấy là thực tế về con sản phẩm bột thông cống mình gửi bác nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 một hộp nhá. 30k cho sản phẩm bột thông cống này. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay tiếp tục lại về cái lô sạc pin nhanh. Đấy, sạc nhanh nhá, sạc nhanh của iPhone. Con này thì chuyên dùng cho iPhone nhá. Bác nào Samsung thì có thể tới con này. Vì dòng này thì chuyên dùng cho iPhone thôi. Đấy, chuyên dùng cho iPhone. Một cái bộ sạc nhanh này thì công suất của nó 20W và sạc thì vào cực kỳ nhanh, sạc từ 45 phút cho đến 1 tiếng pin sẽ đầy. Đấy, chuyên dùng cho iPhone nhá. Bộ này thì sẽ gồm có là một cái củ sạc công suất 20W này, vào rất nhanh này. Đây, hàng là hãng luôn nhá, logo Apple này. Đó, đi kèm sẽ có là một cái cọng dây sạc này. Dây sạc này của nó sẽ là dây 1m nhá, dây dài 1m. Đấy, sẽ gồm có là củ và cọng sạc luôn, đầy đủ combo. Về là các bác chỉ việc dùng thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Giá thì bên em gửi ra một cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Các bác lên mã cho là cái bộ sạc nhanh của iPhone. Đấy, sạc nhanh iPhone luôn nhá. Các bác lưu ý là của iPhone nhá. Samsung không dùng được. Đấy, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là đi 80k bộ này các nhá. 80.000 một bộ thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi nhá. Các bác đi ra cửa hàng thì không bao giờ có một cái giá 80.000 đâu. Đấy, giá bao giờ nó phải đến gấp 3 này luôn. Đấy, nhưng bên em về một cái lô này giá nó tốt nên mình gửi bác gọi là giá chiên nhá. 80.000 bộ sạc nhanh iPhone này. Hàng rất đẹp nguyên hộp, mới cứng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục lại về cái lô, nó là cái bộ bấm móng tay. Bộ này thì các bác cứ lên mã cho là bộ ví hồng đi cho nó dễ. Ví hồng. Ví hồng, bộ ví hồng này gửi đến các bác một cái giá cực kỳ tốt, giá của nó sẽ là 80k bộ nhá. 80.000 cho bộ ví hồng như này. Đây em sẽ mở cho bác xem bên trong nó có những cái gì. Đó, bộ ví hồng này thì đầy đủ full combo bộ sản phẩm luôn, đựng trong một chiếc ví màu hồng rất đẹp này. Đấy, hồng của nó cái màu hồng nhạt nhạt nhá. Đó, các bác nhìn không? Bên trong này rất đẹp luôn, đầy đủ các phụ kiện để cho bác làm đẹp đó, rồi các bác giữ móng chân móng tay rồi là cắt
nọ cắt kia rồi đây. Nói chung là bộ này thì các bác phụ nữ là có vẻ là ok hơn này. Đấy, nhưng nói chung là nam nữ thì đều cắt móng tay hết mà các bạn. Các bác mua về cho cả gia đình nhà mình sử dụng hoặc mua về sử dụng biếu tặng rất ok, rất đẹp luôn nhá. Sẽ gồm có là mùa zip giếc này, các thứ kéo kiếc rồi là bấm móng tay to này, nhỏ này, cắt khóe này. Đấy rồi là đây những cái đồ dụng cụ mài giũa nặn mụn nặn biếc lấy dây tai các thứ ở đây hết luôn. Đấy full combo một cái bộ sản phẩm này mà giá của nó thì vô cùng là ưu đãi rồi, giá chỉ có 80.000 bộ thôi nhá, bộ ví hồng giá là 80.000 một bộ thôi nhá.